Trưa ngày 13 tháng 1, Công an thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương đang điều tra nguyên nhân một nam nhân viên của cảng Bình Dương rơi từ trên tàu xuống sông rồi tử vong. Hơn 6 giờ sáng cùng ngày, anh Tê, 38 tuổi, quê Nghệ An, lên tàu để kiểm tra container. Sau khi xong việc, anh Tê bước từ tàu để về bên bờ cảng. Khi đang đi trên thang thì trượt chân rơi xuống sông Đồng Nai. Ngay lập tức lái tàu cùng các nhân viên chạy tới nhưng nạn nhân đã chìm xuống đáy sông, mất tích. Nhận tin báo, lực lượng cứu hộ cứu nạn thuộc cảnh sát phòng cháy chữa cháy thành phố Dĩ An triển khai người nhái tới tìm kiếm. Khoảng 15 phút sau, thi thể nạn nhân được tìm thấy và đưa lên bờ. Công an thành phố Dĩ An sau đó tới tiếp nhận vụ việc, điều tra nguyên nhân. Lái tàu cho biết trên tàu có thang nối với bờ cảng nhưng anh Tê không sử dụng vì không quen, mà dùng một thang riêng. Thang này không có dây cố định nên rất trơn và không thể giữ cố định khi gặp sóng.